Bello, bello, bello anh em. Em đồ cậy về phục vụ anh em khá nhiều nha. Đây, đồng chí Cu đang bòn bánh này. Ba loại em. Một loại dài này. Ngắn này. Đây, thằng ngắn đây. Thằng ngắn đây. Rất gọn nha. Để cho anh em ấy. Còn đây là thằng dài này. Đây là thằng dài. Đây còn có cậy nhựa nữa. Cái nhựa đấy anh em mình luồn cho nó đỡ xước. Sau đấy dùng cậy sắt bảy kìm nữa nhá. Mấy cái kìm rút. Còn có cả bộ đấy này nữa. Bộ này là bộ chuyên để dán phim, để cam, để các thứ nha anh em nhá. Giá rất là đẹp. Mấy cái đồ này thì mình không bảo hành bảo tỏi nên là như làm phễu cho anh em thôi. Rất tuyệt vời luôn. Giá cực rẻ anh em nhá. Rất 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 rẻ luôn.